em đến với năng lượng gốc môn học energy này. Và chú mong rằng anh chị em hiểu giùm chú nha. Thay đổi đi. Đừng có buồn phiền. Anh chị em thương người ta mà anh chị em buồn phiền đó thì anh chị em cũng không nên. Tại vì khi anh chị em buồn, anh chị em cái tần số năng lượng anh chị em không kết hợp được. Và anh chị em vui quá thì cái trạng thái nó cũng ngoài cái phạm vi để anh chị em có được cái tần số kết hợp hiệu quả nhất. Vì vậy, cái trạng thái vui buồn chúng ta nó được nằm trong một cái giới hạn. Vui là vui từ trong cái tế bào chúng ta cho tới cái thể xác chúng ta, cái tinh thần của chúng ta. Và vui không để lại những cái dấu ấn tổn thương. Và khi chúng ta buồn vì những cái ngoại cảnh xung quanh đến với mình, thì anh chị em cũng minh định được rằng cái ngoại cảnh đó nó làm cho chúng ta cảm thấy là đau khổ, cảm thấy rằng thương tiếc, và những sự mất mát nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là ưu tư và phiền muộn lắm. Cũng đôi lúc là chúng ta đi vào cái lĩnh vực tiêu cực luôn mà không hay. Rồi anh chị em, đôi lúc anh chị em thấy những cái ngoại cảnh đó, anh chị em buồn, anh chị em khóc, rồi anh chị em sống vào cái trạng thái gọi là khép trở lại, anh chị em chán nản. Thì những cái trạng thái đó anh chị em nghĩ là anh chị em sẽ giải quyết được vấn đề à? Nhưng mà không đâu. Anh chị em đi vào cái lĩnh vực đó chừng nào thương người ta là phải thương cho trúng cách, và thương để tạo được cái hiệu ứng, cái hiệu quả để giúp người khác, cái này mới là thương có giá trị. Còn nếu anh chị em thương mà anh chị em tự anh chị em làm tổn thương anh chị em trước, anh chị em buồn quá, anh chị em khổ quá, anh chị em thấy người ta đau khổ, anh chị em khóc, anh chị em thấy người ta nghèo quá, anh chị em không có vật chất anh cho người ta giúp người ta, cái anh chị em khóc thì cũng không có hiệu quả gì, phải không ạ? Bởi vì anh chú khuyên anh chị em phải trong trạng thái tỉnh thức, trong cái niềm vui mà anh chị em có thể minh định được, và trong cái sự thực hiện học hỏi và thể hiện đạt được hiệu quả. Và năng lượng gốc là một phương án giúp cho anh chị em đến với năng lượng gốc, học hỏi kỹ thuật và đạt được hiệu quả. Và cái điều này là cái quyền quyết định của anh chị em. Và chú tạm dừng lại nơi đây và hẹn gặp anh chị em vào buổi kế tiếp, và chúc anh chị em mọi sự việc được thuận lành, và tất cả những điều anh chị em mong muốn được thành công. Và chào tạm biệt tất cả anh chị.